Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 14 đến câu 20. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin rất quan trọng trong cuộc sống. Cầm trong tay bệnh án, bệnh nhân tin tưởng sẽ khỏi bệnh thì 50% đã được khỏi. Trái lại, bệnh nhân cầm nhầm bệnh án hoặc nghĩ mình khó qua khỏi, bệnh nhân sớm muộn gì cũng sẽ về với tổ tiên. Dẫu là biết thế, nhưng không phải ai cũng có ý chí và niềm tin để thực hiện. Trang Tin Mừng cho chúng ta thấy tin là điều căn bản để đón nhận được ơn chữa lành. Trong tất cả những phép lạ Chúa làm, Chúa đều hỏi: Có tin không? Niềm tin đã chữa, và những người chạy đến với Chúa Giêsu đều tin vào người. Chúa Giêsu trách các môn đệ kém lòng tin nên không thể trừ được quỷ, bởi Chúa nói: Có lòng tin thì không có gì mà không thể làm được. Đứng trước thực trạng xã hội hôm nay, nhiều người mất niềm tin dẫn đến bỏ cuộc, chán nản, buông xuôi, có khi kết liễu đời mình bằng cách tự vẫn. Là Kitô hữu, chúng ta phải vẫn tin vào Chúa, dẫu biết rằng cuộc sống nơi trần gian này khó tránh khỏi những bất công, những thử thách, nhưng chúng ta còn có chỗ dựa vững chắc là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, xin giúp chúng con vẫn tin vào Chúa, luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, hầu chúng con vẫn bước theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.